Hội nghị Trung ương 6 đã khai mạc ngày 4 tháng 10 năm 2017, sớm hơn dự đoán 2 tuần lễ. Hội nghị Trung ương lần này như một cuộc phục kích, nhưng nội dung thì nhạt nhẽo, giáo điều và mâu thuẫn. Khác với những dự đoán trước đây cho rằng đây sẽ là một hội nghị sẽ chứa đựng nhiều kịch tính và được dự báo nhiều điều bất ngờ. Trong khi đó, theo kế hoạch định trước, mục tiêu trọng điểm của Hội nghị Trung ương 6 lần này sẽ là vấn đề kỷ luật và vấn đề nhất thể hóa thì bị bỏ ra ngoài. Nhất thể hóa, cụ thể là nhất thể hóa các chức danh thuộc hệ thống đảng và chuyên trách với chức danh tương ứng bên chính phủ là vấn đề đã được đặt ra từ rất lâu. Chương trình thí điểm nhất thể hóa tại cấp tỉnh ở Việt Nam đã được thực hiện tại Quảng Ninh từ sau Đại hội 11 năm 2011. Vấn đề đảng và nhà nước song trùng hiện nay ở Việt Nam là sự khập khiễng giữa cơ cấu của thể chế độc đảng với cơ cấu tương ứng của thông lệ quốc tế. Điều đó đã gây trở ngại cho các hoạt động đối ngoại trước nhu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nhà nước Việt Nam. Nó bộc lộ tính bất hợp lý và thử thách tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Như vậy, việc chuẩn bị cho một lộ trình từ nhất thể hóa chức danh tới nhất nguyên thể chế đã được Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị công phu và tổ chức thực hiện hết sức bài bản. Nhưng đề án đó từ chỗ là báo cáo chính đã không được sắp đặt vào nội dung trọng tâm mà bị đưa xuống vị trí thứ tư và chỉ còn là việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Và cuối cùng, chỉ là việc tinh giản biên chế, một công việc vốn đảng được quyết tâm từ 30 năm nay, ngay từ thời còn bao cấp, nhưng cứ mỗi lần quyết tâm thì bộ máy lại phình to hơn. Có nghĩa là Hội nghị Trung ương 6 vừa khai mạc đã thất bại, hay đúng hơn là chương trình cải tổ sắp xếp lại tổ chức đảng đã thất bại. Dư luận nóng lên khi vụ Trịnh Xuân Thanh, Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn, thực chất đấy mới chỉ là một vụ PVN, đã có một án tử hình, một án chung thân và hàng trăm tội phạm mang thẻ đảng từ trung đến cao cấp, rồi người ta cứ đồn đoán ầm lên rằng chuyện ông Đinh La Thăng phải ra khỏi đảng, phải vào tù chỉ là chuyện chưa nói ra. Nếu cả 12 vụ đại án nằm trong chương trình phải xét xử hết năm 2017, thì đến nay đã làm được đến đâu và sẽ có bao nhiêu cán bộ đảng viên nữa phải vào tù? Cứ tình trạng bắt xử vụ này thì lại lòi ra vụ khác, cứ bắt người này thì lòi ra người kia như hiện nay, đã tạo nên một phản ứng dây chuyền vì không có vụ việc nào có thể thực hành độc lập, không có con người nào có thể một mình tác chiến, không có vi phụ nào có thể ăn lẻ một mình, không có kẻ nào dính việc mà từ chối khoản ăn chia. Ông Nguyễn Phú Trọng, nếu sự thật định bấng cả cụm, liệu có dám làm hay không? Nếu một khi tất cả mọi tập đoàn, mọi doanh nghiệp đều phải chi và đã thành lệ từ hàng chục năm nay, từ cấp dưới tới cấp trên, như lời khai của tử tù Nguyễn Xuân Sơn, thì trong hệ thống hiện nay, có kẻ nào thoát tội, có kẻ nào tay không nhúng chàm, vì xét cho cùng, dù dưới hình thức nào, các loại tiền đó đều là tiền bẩn, tiền ăn cắp của dân, của nước, và người nhận không có kẻ nào không biết. Đương nhiên là cũng không ai có thể bị buộc chịu trách nhiệm cá nhân. Bộ Chính trị 19 người là sản phẩm tất yếu của chế độ vô tập thể, nhất thể hóa là chuyện không thể. Hội nghị Trung ương 6 với ý định làm một cuộc cách mạng thần thánh mà có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng dưới sự hỗ trợ của Trung Quốc đã âm thầm thai nghén từ rất lâu, đã thất bại từ khi người ta chưa làm lễ ra mắt. Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 lần này đều có chung một nhận xét rằng chưa có cuộc hội nghị trung ương lần nào diễn ra tẻ nhạt và nguội lạnh như kỳ hội nghị trung ương lần này. Sự mất tự tin của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hiện rõ trên nét mặt của ông. Dẫu rằng có tin đồn thổi lãnh đạo ban cố vấn Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình cử sang tham mưu cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội về công tác phòng chống tham nhũng và chỉnh đốn đảng có những thái độ ngạo mạn và sắc sược, họ đã yêu cầu lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phải cho phép họ ngồi vào trong phòng họp chính của Ban chấp hành Trung ương với tư cách là người giám sát Hội nghị Trung ương 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam.
mà thực chất họ muốn ngồi cạnh Tổng Bí thư Trọng để làm vai trò cố vấn. Một khi quyền lực đã buộc phải chia nhỏ và trách nhiệm đã trở thành tập thể như nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, thì khi đó không ai được phép quyết một mình, đương nhiên là cũng không ai có thể chịu. Cuối đời chính trị của mình, ông Nguyễn Phú Trọng đã tự dấn thân vào vòng hiểm nguy. Trong cơn nguy khốn, ông đã mạnh tay loại ra những đối thủ dự bị kế cận chức Tổng Bí thư của ông như các ông Đinh Thiếu Huynh, Trần Đại Quang. Nhưng trong hiểm nguy của ông Trọng bây giờ, chỉ còn dăm ba cận thần mờ nhạt như Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính, ông Thủ tướng đầu nhọn Made in Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Người ta cho rằng xung quanh ông sẽ không còn ai, thậm chí cả chính ông. Nếu ông đánh đến cùng, đảng của ông sẽ không còn lấy một người. Đó là lỗi của hệ thống, lỗi của thể chế, không phải lỗi đạo đức hay tự diễn biến. Vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng còn cố tình ôm chân cho Trung Quốc. Chính vì thế, nhiều kẻ vốn là tay chân thân tín của ông Nguyễn Phú Trọng, song nếu họ thức thời thì họ sẽ bỏ rơi ông Nguyễn Phú Trọng khi thế của ông Trọng suy yếu và cô đơn, bởi họ phù thịnh chứ họ không giải phù suy, như lẽ thường phải thế. Vì thế, người ta cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng nếu chết cũng khó kiếm đất để chôn. Trong phiên làm việc ngày 5 tháng 10 năm 2017, phiên làm việc thứ hai của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 6, buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường để thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ của năm 2018. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Buổi chiều cùng ngày, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã làm việc tại tổ. Ngoài việc thảo luận về đề án tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và đề án về công tác dân số trong tình hình mới, thì trọng tâm chính của các đoàn là thông qua 2/3 nhân sự để bầu bổ sung vào các vị trí khuyết của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Trước đó, Bộ Chính trị đã trình Ban chấp hành Trung ương bổ sung nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề cử nhân sự để bầu bổ sung 2 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 12 đang khuyết. Sau đây là danh sách điều sử của các ứng cử viên. 1. Ông Thuận Hữu, tên thật là Nguyễn Hữu Thuận, sinh ngày 12 tháng 9 năm 1958, là một nhà báo, nhà thơ, một chính trị gia, quê quán ở xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Trình độ chính trị cao cấp lý luận chính trị, trình độ chuyên môn thạc sĩ chính trị học, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông Thuận Hữu hiện là tổng biên tập báo Nhân dân, đồng thời là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu thành phố Hải Phòng. Ông Thuận Hữu từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện nay, ông Thuận Hữu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Được biết, ông Thuận Hữu đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giới thiệu. 2. Ông Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ông Phan Đình Trạc sinh năm 1958, hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, trưởng Ban Nội chính Trung ương, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12-13, thuộc đoàn đại biểu Nghệ An. Ông Phan Đình Trạc là cựu giám đốc công an tỉnh Nghệ An với quân hàm đại tá. Năm 2005, ông Phan Đình Trạc được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Đến tháng 10 năm 2010, ông Phan Đình Trạc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa 17, nhiệm kỳ 2010-2015. Cho tới tháng 2 năm 2013, ông Phan Đình Trạc thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An do Bộ Chính trị điều động nhận nhiệm vụ mới là Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ngày 21 tháng 1 năm 2015, ông Phan Đình Trạc chính thức nhận nhiệm vụ là Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương để giúp điều hành khi ông Nguyễn Bá Thanh nghỉ chữa bệnh. Tháng 9 năm 2015, ông Phan Đình Trạc được Bộ Chính trị phân công làm Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.
Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Phan Đình Trạc tái đắc cử ủy viên Trung ương và sau đó tiếp tục nhận chức vụ trưởng ban nội chính Trung ương. Bà, ông Nguyễn Xuân Thắng, sinh năm 1957 tại Thanh Chương, Nghệ An, phó giáo sư, tiến sĩ kinh tế. Ông Nguyễn Xuân Thắng khởi nghiệp là một cán bộ nghiên cứu tại Viện Kinh tế Học thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Sau 3 năm nhập ngũ, ông Nguyễn Xuân Thắng về làm cán bộ Ban Nghiên cứu Kinh tế Thế giới của Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Sau đó, ông đến Cộng hòa Liên bang Nga làm nghiên cứu sinh tại Viện MIMO thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga trong hơn 5 năm. Sau đó trở về làm cộng tác viên khoa học cho viện này trong 5 năm. Về nước năm 1995, ông Nguyễn Xuân Thắng được bổ nhiệm làm trưởng phòng, phó tổng biên tập, phó viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Từ năm 2007 đến năm 2011, ông Nguyễn Xuân Thắng được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Từ năm 2011, ông làm chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Tháng 4 năm 2016, ông Nguyễn Xuân Thắng thôi giữ chức chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam để giữ chức giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Xuân Thắng là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 và 12. Ba ứng viên nói trên đã được giới thiệu bầu bổ sung vào Bộ Chính trị để lựa chọn vị trí thay cho ông Đinh La Thăng, người vừa bị kỷ luật cách chức ủy viên Bộ Chính trị. Riêng trường hợp ghế trống của ông Đinh Thế Huynh đang lâm bệnh nặng. Theo đề nghị của đoàn đại biểu Ninh Bình, việc này sẽ được xem xét trong một thời gian thích hợp. Các đại biểu dự hội nghị sẽ thảo luận ở tổ để lựa chọn hai ứng viên. Tin cập nhật chiều nay, nhà báo Thuần Hiếu bỏ phiếu không đạt vào Bộ Chính trị mặc dù ông là nhân sự thân cận và được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cử. Hai nhân sự đã được thông qua là ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương và ông Nguyễn Xuân Thắng, giám đốc Học viện Chính trị Hồ Chí Minh. Như vậy, một lần nữa, sau việc ông Nguyễn Bá Thanh được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giới thiệu vào Bộ Chính trị khóa 11 và cũng không đạt được số phiếu cần thiết. Được biết, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 kết thúc ngày 11 tháng 5 năm 2013, 175 ủy viên Trung ương chính thức có quyền bỏ phiếu đã bầu các ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội vào Bộ Chính trị, vốn đã có 14 ủy viên và đưa tổng số nhân sự lên 16 ghế. Trong khi đó, trưởng ban nội chính Trung ương ông Nguyễn Bá Thanh và trưởng ban kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ là những người được cho là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giới thiệu, lại không vào được cơ quan quyết sách tối cao này của Đảng. Các nhà bình luận xem đây là thất bại lần thứ hai của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người mà họ được mô tả là đã vận động mạnh mẽ cho ông Thuận Hiếu, cũng như các ông Nguyễn Bá Thành và Vương Đình Huệ trước đây tại các hội nghị trung ương khóa 11 và khóa 12. Các nhà bình luận cũng cho rằng điều này đã phản ánh được thực chất uy tín của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Ban Chấp hành Trung ương.